Mono trở tài hát chay vỗ mặt Antifan, suýt mất đồ khi giao lưu khán giả. Từ sau màn thì gây tranh cãi, em trai sân Tùng thân binh Mono vẫn đang thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, dòng hát live của anh chàng là chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Sau khi thì Mono có lịch trình biểu diễn dày đặc. Vừa qua, Mono đã có một biểu diễn tại quán bar thu hút sự chú ý của nhiều người. Vẫn mang đến ca khúc đàn gây sốt Waiting For You, nhưng lần này, Mono lại xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Cụ thể, nam ca sĩ diện trang phục da bó sát, đặc biệt chiếc áo dáng crop top còn khiến Mono liên tục để lộ vùng bụng, đa số ý kiến cho rằng trang phục lần này của anh chàng hơi ô dề và không dễ xem như sân khấu trước đó. Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 2000 bị vạch trần hát nhép nhiều lần, bài hát Waiting for You có tiết tấu nhanh nên ekip để anh hát đè, đây cũng là điều dễ hiểu, nhưng ở một số đoạn cao trào, khán giả muốn được nghe giọng hát thật thì mono lại chỉ mít xuống phía dưới sân khấu, cục hơi yếu hát trên phô hụt hơi cũng khiến màn biểu diễn kém nhiệt bớt phần nào. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang quá lạm dụng vũ đạo, hát nhép thay vì tập trung luyện tập kỹ năng thanh nhạc. Không những vậy, mono cũng bị nhiều người phản ứng tiêu cực vì thực hiện những động tác vũ đạo uốn éo có phần quá đà trên sân khấu, chưa kể những góc quay cận từ khán giả vào động tác này của nam ca sĩ càng khiến cho góc nhìn trở nên phản cảm. Màn trình diễn này của em trai Sơn Tùng cho đến nay vẫn gây ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau trên mạng xã hội. Tạm gác lại những ồn ào này, mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mono trưng chỗ khả năng hát chay dành tặng cho khán giả, nhưng muốn đập tan những nghi vấn về việc nam ca sĩ hát nhép trên sân khấu trước đó. Nam ca sĩ đã cất cao giọng hát của mình trong ca khúc Waiting for You. Khán giả có mặt cũng rất hào hứng khi nghe nam ca sĩ thể hiện giọng hát thậm chí đông đảo khán giả còn đồng thanh hát theo Mono ca khúc này, tạo nên một màn fan dance khá đẹp mắt. Đáng chú ý, khi Mono di chuyển đến gần hơn với khán giả để bắt tay giao lưu, thì một chi tiết khiến ai cũng chú ý, đó chính là chiếc nhẫn trên tay Mono như muốn vụt khỏi ngón tay khi bị khán giả nắm tay vuốt ve. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra chi tiết này và cũng rất mừng vì nam ca sĩ trẻ đã không gặp tình trạng mất đồ trên sân khấu khi mãi mê giao lưu cùng khán giả. Gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ bên cạnh nhiều lời bàn tán xì xầm của cư dân mạng thì không thể phủ nhận được sức hút của nam tân binh khi chỉ debut vài ngày nhưng đã có cho mình những thành tích khá ấn tượng với sản phẩm âm nhạc đầu tay. Trong buổi họp báo ra mắt, Mono chia sẻ về ý nghĩa của album. Mọi người sẽ thấy sự chuyển biến của một người đàn ông trong tình yêu theo góc nhìn của mình. Không chỉ góc nhìn, tôi còn lấy ý tưởng từ câu chuyện của những người xung quanh. Album 8 bài và 11 tracklist bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 4 bài hát, giai đoạn 2 có 2 bài hát và giai đoạn 3 là 2 bài hát. Với chiến lược phát triển cụ thể rõ ràng, sự đầu tư chắc xám trong âm nhạc lẫn hình ảnh, Mono nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía khán giả lẫn giới chuyên mô. Ngay từ khi chuẩn bị ra mắt, thị trường âm nhạc ở thời điểm hiện tại có rất nhiều màu sắc, nhưng theo Onion nhận định, dòng hát của Mono có những tố chất rất riêng biệt và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Onion bày tỏ mình không thể tìm từ ngữ gì có thể diễn tả được hết cảm nhận của bản thân về khả năng của bạn ấy. Vừa debut đã bị so sánh với chính anh trai của mình, thậm chí bị xem là cái bóng. Mono không hề tự ti vì điều này. Theo đó, anh chàng không ngại trước lời chất vấn có thể làm cái bóng của anh mình. Tôi và anh trai có cùng bố cùng mẹ và cùng một chất giọng. Khi bố mẹ mắng, tôi còn phải núp sau anh trai. Vậy thì tại sao không có nét giống nhau? tôi sẽ dùng sự cố gắng của mình để chứng minh mình là mono và tôi sẽ khác anh mình trong âm nhạc